Thiên Kim, cô đã từng rất nhiều lần hành xử quá đáng. Nếu như không nể tình, trước kia ba cậu đã từng thân thiết với ba của anh, hai người cùng nhau gây dựng Phát Đạt, thì anh đã cho cậu nghỉ việc từ lâu rồi. Anh đã nhân nhượng hết lần này tới lần khác, nhưng mà lần này anh không thể tiếp tục nhân nhượng được nữa. Anh sẽ làm rõ việc này và cho cậu nghỉ việc. Anh không cần phải làm lớn chuyện tới vậy đâu. Dù sao lễ đính hôn cũng chỉ là hình thức thôi mà, đâu cần phải căng thẳng tới vậy. Nhưng mà tại sao vậy Thanh Vân? Cô khiến em khổ sở như vậy, em không giận cổ sao? Giận cái gì chứ, cũng có giận, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy thương. Chỉ làm vậy cũng vì quá yêu anh thôi. Nhưng tình yêu của cô ta là thứ tình yêu bệnh hoạn, điên khùng. Là tình cảm mà anh, đôi khi không thể hiểu được đâu. Anh sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với em lần nào nữa đâu. Em đừng buồn nữa nha. Em lại nghĩ, từ bây giờ em mới thật sự đối mặt với sóng gió, với những thử thách khắc nghiệt hơn. Mẹ đã hiểu ra sự thật. Ngày mai trở về Sài Gòn, anh sẽ sắp xếp và chọn ngày để tổ chức lại lễ đính hôn. Em thấy không cần đâu, chỉ là hình thức thôi mà. Có hay không có lễ đính hôn cũng đâu có sao, quan trọng là tình cảm của hai đứa mình, đúng không? Đây là cập nhận đính hôn dành cho hai đứa mình ngày hôm nay. Nếu em nói không cần lễ đính hôn nữa, thì ngay bây giờ anh muốn tụi mình đeo nhẫn cho nhau, có được không em? Em thấy không cần đâu. Cần chứ em, cho dù không có tiền tùng, nhưng anh muốn ngày hôm nay tụi mình thực sự đính hôn với nhau. Em đừng có từ chối anh nha Thanh Vân. Mình ơi, mình ráng phù hộ cho Thanh Vân nha mình. Tự nhiên sao em thấy lòng mình bất an quá. Dạ, chào chủ tịch. Cô chính là người phá hoại lễ đính hôn của tôi đúng không? Anh có bằng chứng gì mà đổ tội cho em chứ? Tôi đang muốn giữ thể diện cho cô, cô hãy thành tâm mà nhận tội đi. Còn nếu muốn bằng chứng hả? Dễ mà.
tôi sẽ mời mẹ của Thanh Vân xuống đây. Tới khi đó, cô đừng trách tại sao tôi lại cạn tàu ráo máng như cô nha. Phải, chính là em làm đó. Anh muốn trừng phạt em như thế nào thì anh cứ làm đi. Anh đánh em đi, anh cấu xé em đi, anh phanh thay em đi, cho anh hả dạ. Thiên Kim mà, tại sao cô lại làm mấy chuyện điên khùng vậy hả? Cô làm như vậy đi được cái gì? Sao lại không được? Em đã ngăn được lễ đính hôn của anh rồi đó. Sao cô khờ quá vậy? Cho dù lễ đính hôn bị hủy bỏ, nhưng tôi và Thanh Vân cũng đã chính thức đính hôn với nhau rồi, cô có hiểu không? Không. Anh Đăng Duy, anh không thể nào cưới cô ta làm vợ được đâu. Cô ta không có xứng với anh. Cô ta không có xứng với anh đâu. Thiên Kim à, ai xứng với tôi là do tôi quyết định. Cưới ai làm vợ là quyền của tôi. Cô làm ơn đi, làm ơn đi, tôi là hai cô cũng được. Đừng bao giờ xen vào chuyện cá nhân của tôi được không? Nhưng mà em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh mà. Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Em đã chờ đợi, đã hy vọng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Anh không thể nào đối xử với em như vậy được. Anh không thể. Anh không thể. Trời ơi, Thiên Kim ơi, cô là người thông minh. Sao cái chuyện này tôi nói hoài mà cô không chịu hiểu vậy hả? Tôi chưa từng cho cô hy vọng, cũng không có kêu cô phải đợi chờ tôi. Sao cô lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cô chứ? Anh nói dối. Em biết anh đang nói dối. Em biết trong lòng của anh luôn có em mà, đúng không? Thiên Kim à, cô bệnh nặng lắm rồi, đi gặp bác sĩ tâm lý khám ngay đi. Nếu mà Thanh Vân không cản, tôi đã đuổi việc cô rồi, cô có biết không hả? Thanh Vân cản, không cho anh đuổi việc em sao? Cô ta muốn em ngày ngày chứng kiến anh hạnh phúc với cô ta, đúng không? Được lắm, được lắm. Em nhất định sẽ cảm ơn cô ta bằng một món quà đích đáng. Anh chờ đó mà coi. Cô điên thiệt rồi. Điên thiệt rồi. Thanh Vân, em muốn lau dọn phòng của anh đúng không? Em vô đi. Nè, đem sách cho. Anh để đó cho em. Đây là nhiệm vụ của em mà. Anh thuê người giúp việc nha. Thôi, em không muốn đâu. Nhà này từ chợ búa, cơm nước tới dọn dẹp trong ngoài đều do một mình em lo. Anh thực sự không muốn thấy em vất vả như vậy đâu. Nếu em không thích ở trong nhà có thêm người thì mình có thể thuê giúp việc theo giờ nha. Nhà mình người nào cũng gọn gàng ngăn nắp, lại không có con nít nữa, ăn uống cũng không có cầu kỳ, cho nên em đâu có tốn nhiều công sức đâu mà anh lo. Anh cũng phải để cho em làm việc vận động tay chân, chứ không thôi á, em sẽ trở thành một con vịt mập đó. Anh yên tâm đi. Hai nơi cấm kỵ trong nhà này, khi nào anh đồng ý thì em mới vô. Từ bây giờ, cả ngôi nhà này nó thuộc về em. Em muốn ra vô ở đâu, lúc nào tùy ý em. Anh cho phép em thiệt luôn hả? Ừ.